Sau khi Kiệu đi thì không biết là ở đâu thì Kiệu lại trở về tại đình luôn. Các ngày đi du xuân một tí và trở về. Bây giờ mình sẽ tiếp tục vào đây quay. Hôm nay là mưa nhưng mà không thể cưỡng lại sức hút của các Kiệu ngày trước khi du xuân cùng với lại những người dân ở đây. Vừa thì các Kiệu chạy đi và bây giờ thì lại quay lại rồi. Bình thường ra phải có những người có khả năng tiền đình rất là tốt mới có thể chịu được những vòng quay lâu như này. Thông thường thì sẽ quay khoảng tầm 10 đến 12 vòng. Thank you.
dân ở đây thì có một niềm tin rất là sâu sắc vào các cái vị thành hoàng ngàn cũng như là các cái quan bộ hạ ở nơi đây, và họ có một niềm tin. Đây là các ngài đang đi du xuân. Có khả năng là ngài sẽ ngự ở chỗ này. Quân kiệu áo ướt hết rồi. Đây là kiệu đang đi lùi, đi giật lùi chứ không phải đi tiến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hết cả thằng nùng. Đang là Kiệu đang đi sang miếu bên phía ông sàng. Kiệu chạy còn nhanh hơn cả người đi bình thường. May là có tự động bắn lên cao lên thấp không? Không. Đây có hệ thống tự động nó kích lên cao lên xuống. Cái đấy nó nhiều tiền lắm. À. Yeah. Và bây giờ thì Kiệu đến cái khu miếu ông già. Mình đang cố gắng chạy rất là nhanh nhưng mà cũng khó theo kịp được Kiệu. Trong khi các Kiệu đi qua miếu ông già nhưng mà lại không ghé vào thăm mà chạy thẳng đi lên trên. Thank you.
Đây giới thiệu cho mọi người, đây là khu vực miếu ông già. Đây là ngôi miếu ông già đây. Đây là các cái ngôi bia là công đức những người phát tâm để quyên góp xây dựng miếu ông già, gọi là miếu ông già các bạn nhé. Miếu ông già thì thuộc về khu dân cư phường Yên Phúc các bạn, không thuộc về khu về miếu ông già là một khu di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng miếu ông già, tọa lạc trên tổ dân phố phường Yên Phúc, Biên Giang. Vị anh hùng dân tộc đã có công dẹp giặc giữ nước đó là tướng quân Lý Thiệu, tức Lê Thiện, là công thần khai quốc thời hậu Lê. Tướng Lê Thiện sinh quán tại làng Bái Đôi, huyện Lỗ Dương, nay là huyện Thọ Xuân của tỉnh Thanh Hóa. Ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn từ ngày đầu, giúp vua Lê Lợi trong thời gian khó khăn nhất cho một cuộc khởi nghĩa chống giặc nhà Minh. Tên tuổi của ông gắn liền với những chiến công hội sách Tây Đô gì đấy, các cái loại giặc là Trần Hiệu, Lý Lượng đều bị chém đầu. Tống binh vương thông qua bị thương nặng liền rút quân vào thành Đông Quan, Thăng Long cố thủ. Bây giờ Lê Lợi đang ở Lôi Dương, Thanh Hóa, được tin thắng trận đã tiến đại ra quân ra Bắc, hạ lệnh vây hãm thành Đông Quan. Tướng Lê Thiện là người tài giỏi, được phân công chấn giữ cửa Bắc, là cửa sung yếu nhất, vừa có giặc bên trong vừa có vệ binh tứ phương Bắc sang. Ngày 9 tháng 2 năm 1927, giặc bất ngờ tập kích ở Cảo Động Từ Liêm. Lý Thiện bị thương nặng, ông gục và dục ngựa đi theo đường từ Thăng Long đến Đông Quan về Tốt Động. Đến bờ sông Đáy, vùng Mai Lĩnh, ông lại để lại huyết tích. Sau này, nhân dân đã lập miếu thờ gọi là miếu ông già. Ngày 10 tháng 2 năm 1427, đến bờ sông Thác Yên Duyệt, cả người cả ngựa đều bị thác ở đây. Từ năm 1428, vua Lê Thánh Tông xét công lao to lớn của tướng Lý Thiện vì nước quên mình, nhà vua đã truy tặng cho ông chức Thái Bảo Kỳ Quốc Công, sau phong Tây Kỳ Vương, thượng đẳng thần. Từ năm 1428, nhân dân Biên Giang đã xây dựng miếu thờ ông. Đến năm 1992 đã được cùng nhau tu bổ tôn tạo thành nơi thờ phụng, thờ tôn nghiêm của nhân dân. Năm 2002, miếu ông già đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và thành phố. Ngày 22 tháng 7 năm 2012, tức ngày 4 tháng 6 năm Nhâm Tuất, Ủy ban nhân dân phường Biên Giang đã xây dựng lại miếu ông già để tổ chức lễ khánh thành vào ngày 19 tháng 1 năm 2013, tức ngày 8 tháng Chạp năm Nhâm Thìn. Ok, đây chính là quang cảnh.